quay đường xá Hà Nội cho mọi người xem xíu ha. Này bây giờ mình đi qua chỗ công việc của cơ quan nữa xíu rồi à. Mình sẽ đến một cái nơi mà nó cũng rất là đặc biệt mà mình cũng muốn đến lâu rồi, mà không biết khi nào mới có dịp đi. Dịp này sẵn đi luôn. À, may mà đi chung chứ không thôi đi một mình là cũng đuối thiệt á. Không, đi Sài Gòn Hà Nội mà đi 2-3 ngày thì không sao, còn chạy sáng chiều là mệt lắm á. Khu bên này là khu Sài Đồng nè. Khu Sài Đồng. Khu này cũng bên khu khá giả. Mọi người thấy cái đê không? Thấy đê không? Đê nó cao vậy đó. Hay đi phượt á. Đi phượt quá trời luôn. Đông Bắc, Tây Bắc đủ hết. Nhưng mà không thấy anh em nào nói về cái chỗ này đó. Thực sự là đây là nguồn cội của dân tộc Việt Nam. Cho nên nếu có dịp thì đó cũng là một cái điểm đến mà mình nghĩ là mọi người nên đi. Nên là nếu như mà mình cũng đi Tây Bắc thì tại sao nó cách Hà Nội chỉ có 35 cây mình không đi? Truyền thống Việt Nam mình 4.000 năm, hơn 4.000 năm. Từ các đời vua Hùng dựng nước đến giờ thì đây là cái nhân vật còn ghê gớm hơn các vua Hùng nữa, đó là ông nội của các vua Hùng á. Cho nên là như Lạc Long Quân thì mình chỉ kêu là quốc phụ thôi, là người cha đẻ ra các hùng vương đó. Còn người này là cha của Lạc Long Quân luôn, ghê không? Nãy giờ mình biết đến Lạc Long Quân thôi chứ đâu có nghĩ đến cái chuyện là Kinh Dương Vương là cha của Lạc Long Quân luôn đâu. Mình đang chạy trên cái đê đó mọi người. Cái đê không? Ở miền Bắc mình có hai con sông mà nó giống như trong Nam mình là sông Tiền, sông Hậu, thì ở đây sông Hồng với sông Đuống. Sông Đuống thì nó cũng nguồn từ sông Hồng thôi, nhưng ngày xưa làm các cụ làm công tác thủy lợi á, chia lũ sông Hồng ra thì bằng con sông Đuống. Ngày xưa thủy lợi mấy cụ kinh khủng lắm, không giống như mình bây giờ bè bọt đâu. Xưa người ta không có máy móc gì hết á. Thì cái lăng của Kinh Dương Vương này á, ngày xưa các cụ xây ở bên bờ sông Đuống, nhìn rất là hùng vĩ mà nhìn rất là phong thủy luôn á. Cũng là vua mà thời trước 4.000 năm mà. Có nghĩa là đâu đó hơn 2.000 năm trước công nguyên á. Đó, cái thời đó. Bậc đế vương hồi đó thì không có xa xỉ như các cái triều đại cận đại, nhưng mà người ta uy tín. Cái thời Kinh Dương Vương á, Đốc Thủy Tổ của Việt Nam mình á, là lấy tên nước là Xích Quỷ. Xích Quỷ. Nếu đê sông Hồng ở đê sông Đuống này hùng vĩ thiệt chứ. Nó cao ơi là cao luôn. Đường này xe ít chạy với ngon ha, mới tráng nhựa này còn đen thùi luôn.
cái chạy dọc cái đê này là tới tới lăng luôn á. À, lăng của Kinh Dương Vương ở Bắc Ninh. Đường đê này chạy đã hơn đường ngoài phố nữa chứ. Đường đổ bê tông luôn nè. Đó. Bao nhiêu bạn đi Phật Xuyên Việt mà đã từng trải nghiệm con đường này đâu. Không, đi xa xôi à. Phải có dịp mình phải biết về nguồn cội của dân tộc. Đến đoạn 6 rồi mọi người. Ok. Có một đoạn thôi mà. GS sinh ra là để chạy mấy đoạn này mà. Không cho nó chạy nó buồn lắm. Ây da. Ây da. Ây, ây, ây. Phải có trải nghiệm chứ. Ây, ây. Ôi da. Cố lên, cố lên. Sắp đến lăng của ông rồi. Thôi, đằng trước là cái cầu gì ta? Ai biết cái cầu này là cầu gì? Comment giúp mình nha. Ây da. Có học bài bên kia sông Đuống á. Đây, đây là sông Đuống. Đây à. Đây, phía này là lăng của Kinh Dương Vương nè mọi người. Bên đây là đền thờ. Còn đây là lăng nè. Mình chạy vô. Lối vào lăng. Đây, lăng Kinh Dương Vương. Đây, vào đây. Để đây hả chị? Để đây. Đây, trước mặt mọi người là lăng của Kinh Dương Vương ha. Đây là nơi mình cũng muốn đến lâu rồi đó, mà hôm nay mới có dịp đi nè. Thì theo mình đọc bên Đại Việt Sử Ký Toàn Thư á, của ông Ngô Sĩ Liên á, cụ Ngô Sĩ Liên là một cái ông vị quan chuyên viết lại sử thời nhà Hậu Lê ha. Ổng là có tham gia khởi nghĩa Lam Sơn với lại Lê Lợi đó. Thì ổng viết lại, ổng viết lại nguyên một bộ sử ký luôn. Thì Đức Thủy Tổ của mình á, tại vì mình trước Kinh Dương Vương là ai nữa thì mình cũng không biết. Nhưng mà trong sử sách ghi lại cho lịch sử 4.000 năm của mình thì cái người đầu tiên đó là Kinh Dương Vương. Thì mình đặt cho ông là với cái biệt danh là Đức Thủy Tổ, có nghĩa là giống như là ông tổ của dân tộc Việt Nam mình. Thì cái thời của ổng là cái thời có tên là Xích Quỷ. Việt Nam mình có tên là Xích Quỷ. Sau này
ổng truyền ngôi lại cho Lạc Long Quân. Lạc Long Quân mới cưới Âu Cơ và sinh ra 100 trứng đó. Rồi là Lạc Long Quân là cha của vua Hùng Vương đời thứ nhất. Rồi bắt đầu mới chuyển sang tên nước mình là từ Sách Quỷ sang là Văn Lan này kia. Thì đời vua Hùng truyền được 18 đời ha. Thì như vậy thì Đức Thủy Tổ thì có thể gọi nó đó là ông nội của vua Hùng cũng đúng thôi. Ve kêu quá trời. Trước lăng thì sẽ có hai cái ngôi đền nhỏ miếu chứ, thờ Quan Văn với Quan Võ, Hữu Võ và Tả Văn. Đây, trước mặt mọi người là lăng đó, là cái mộ của ông Kinh Dương Vương á. Lăng ông là hướng về sông Đuống. Đây là vị trí mộ của ông nè. Thời của vua Minh Mạng là có trùng tu lại một lần. Rồi sau này đến nhà nước mình cũng có trùng tu, nhưng mà đặt lại mấy cái văn, mấy cái bản câu liễn này kia đồ á, là thời thừa, thời Minh Mạng, Gia Long cũng có làm. Cảm giác đứng đây nó ngộ lắm mọi người, nó ngộ lắm. Đúng là người Việt rồi, đi đâu cũng thấy qua nguồn cội à. Rất là trang nghiêm ha. Đây là cái mộ luôn đó. Nếu mà ai có dịp đi ra ngoài này thì nên ghé lăng Tiến Ông một lần ha. Cái mấy ngày dỗ vua Hùng này kia đồ, thấy người ta đi quá trời luôn. Rồi mộ Lạc Long Quân thì một số anh em cũng có làm review thì thấy mộ Lạc Long Quân thấy rất là tội luôn, thấy không có được chăm sóc. Nhưng mà trong sử sách học sinh mình học thì con rồng cháu tiên á, tích con rồng cháu tiên thì chỉ nói nhiều về Lạc Long Quân và Âu Cơ thôi. Còn Đức Kinh Dương Vương này thì không được nói nhiều, mình chỉ biết tên ông thôi, chứ mình cũng không hình dung được trong cái gia phả của ông đối với lại dân tộc mình ha. Chiều quá trời ha. Em đi chị nha. Rồi mọi người xem một lần nữa cái lăng Kinh Dương Vương ha.
Nó đường làng xóm của miền Bắc vậy á, đường nhỏ nhỏ vậy nè. Rồi mấy căn nhà gạch gạch đinh. Sau hai cái lần dịch nè, nhất là trong cái thời gian dịch đó, mình hay có cái suy nghĩ là còn cái gì mình chưa có kịp làm. Mình ngồi mình xem lại coi là mình nên sắp xếp thời gian cho nó. Thì mình mới nhớ lại là nó vẫn còn một cái việc mà hồi lâu mình muốn làm, nhưng mà rồi cái cuộc sống nó cứ trôi qua, rồi mình cứ tạm gác nó qua một bên để khi nào có điều kiện thì làm, cái kiểu vậy. Nhưng mà rồi nó cứ trôi hoài, rồi mình gác nó qua luôn, rồi đến một thời gian nào đó mình quên mất tiêu. Thì đó là cái chuyện mà mình nghĩ là mình nên đi về quê nội. Ba mình lúc còn sống là cũng muốn đi về quê, nhưng mà rồi đến lúc ông mất cũng không có về được. Thật ra thì dưới quê nội mình ở Ninh Bình đó, thì cũng còn ai. Ba mình cũng muốn về chủ yếu thăm bà con này kia là chính thôi, là mồ mả ông bà, nên là thì cũng không có cái động lực về, thì không còn ai ở đó. Mình nghĩ là mình sẽ thực hiện cái chuyện đó. Rồi đến bây giờ mình ngồi mình nghĩ lại thì không có cái dịp nào đó về. Mặc dù ba mình mà mất rồi thì thật sự là mình cũng không biết ai người đó đâu, nhưng mà ít ra cũng phải biết quê hương Ninh Bình như thế nào. Cho nên là cái dịp vừa rồi là mình quyết định mình đi. Thật ra công việc chỉ một phần thôi, tại vì công việc mình đi máy bay nó tiện hơn, nó nhanh hơn. Nhưng mà thôi, đây là cái dịp để mình cái nhất là mình có dịp mình về, mình đi trong Ninh Bình được nhiều nơi. Dù không có thời gian thì mình chạy qua thôi thì cũng đi xe máy nó vẫn tiện hơn. Cái thứ hai nữa là mình muốn chạy xe một mình, chạy từ Nam đến Chí Bắc qua tất cả các tỉnh. Cái đó giờ đi máy bay đi Hà Đồng, nhưng mà đi xe để đi qua từng cái thành phố, mình thấy đường xá rồi con người không đó thì thật sự là mình chưa có cái dịp. Nên cái chuyến đi vừa rồi mình đạt được cái hai điều đó. Mình với Minh là cũng Minh nó cũng cho mình biết là cũng lần đầu tiên đi Hà Nội, Sài Gòn Hà Nội mà trong ngày. Thì mình với Minh là hai đứa đều là lần đầu tiên chạy Sài Gòn Hà Nội trong ngày luôn. Thì qua cái chuyến đi đó thì mình cũng chia sẻ một số cái điều mà nếu như anh em nào đó mà đến một ngày nào đó cũng có cái hứng thú đi mà đi trong ngày nha, Sài Gòn Hà Nội trong ngày nha, chứ còn đi 2-3 ngày thì nó không là vấn đề. 2-3 ngày thì bình thường thôi, không vấn đề. Thì nếu mà đi trong ngày thì thứ nhất là mình phải biết được cái sức khỏe của mình. Cái thứ hai là xe cộ mình chuẩn bị cho nó kỹ, không cần phải xe xịn nhưng mà mình chuẩn bị cho nó đủ kỹ. Còn để đạt được cái sức khỏe để đi cho nó trọn trọn vẹn thì mọi người biết đó là nếu mà mình lên một cái lộ trình đi trong ngày á thì cái thời gian mình nghỉ ở giữa chặng nó rất là ít, không nghỉ được nhiều. Nghỉ nhiều thì không đi trong ngày kịp. Cho nên như vậy thì phải ăn uống như thế nào để cho nó đủ sức mà nó không có rủi ro. Ví dụ như mình ăn nhiều quá cũng đâu có được, uống nhiều quá cũng không được. Đi một cái dọc đường ghé để mà giải quyết vệ sinh thì rất là khó.
mà mọi người hình dung là mình đi một chặng đường dài như vậy thì cái mồ hôi mình nó ra nè, mình mất muối mất nước rất là nhiều, nên mình muốn bù nước. Muốn bù nước vô thì lại nhu cầu phải đi vệ sinh. Ăn uống cũng vậy, ăn uống mà rủi xui xui mà gặp cái thức ăn mà nó không có hợp thổ nhưỡng với mình đó là có lần tiêu hóa mà cũng phiền. Cho nên đó là nếu mà chọn đi tour trong ngày Sài Gòn Hà Nội thì cái nhất là đồ ăn mình phải kỹ lưỡng, mình chỉ ăn những đồ ăn nó sạch thôi và ăn ít thôi, cho nên mình chọn những cái thức ăn mà nó giàu năng lượng. Mình có thể chọn những cái thỏi năng lượng của dân trekking á, dân leo núi á, cái gel năng lượng thì mình ăn cái đó cũng được, hoặc lương khô. Nước thì mình uống nước lọc chứ mình không uống nước ngọt, mình không uống nước tăng lực gì hết. Đối với những chuyến đi dài là mình không có uống những nước đó, bởi mình uống cái đó thì nó sẽ lấy cái muối khoáng trong người, chất khoáng ở trong người, trong xương rồi mình, trong máu, trong cơ bắp mình nó lấy ra rồi mình đi vệ sinh nó ra hết thì người mình sẽ rất là mỏi và mệt. Mà để chống lại cái hiện tượng mất nước, nó dẫn đến cái chuyện mình cứ uống nước hoài khát nước á, thì nguyên chặn như vậy mình chỉ uống có 2 bình nước, mỗi bình là 700ml là khoảng 1.5 lít thôi. Thì mình bỏ một chút muối vào, muối ăn á, thì cái muối nó giúp mình cầm nước lại, mình không có đi tiểu nhiều, và nó bù cái muối khoáng cho trong người của mình, nó không có làm cho mình khát nước. Mình cũng uống nước nó rất là ít, thì toàn chặn mình uống kể cả 2 bình nước lọc đó với lại nước suối gì thêm đó, nếu mà thiếu thì nó tầm 2 lít một ngày là đủ. Mà thật sự là đến Hà Nội là đi từ Đà Nẵng là cũng gần hơn 2 giờ chiều, mà chạy một cái chặng đường khoảng 900 cây thì đâu đó khoảng gần 11 giờ tối là tới Hà Nội. Thì thật sự là đuối đó. Mình là sức khỏe mình cũng tự tin mình là khỏe đó, chuẩn bị sức khỏe tốt rồi đó. Đến đó thì tay chân là nó cũng mỏi. Cho nên là nếu mà anh em mình định đi cái kiểu đó thì mình phải biết sức khỏe của mình đến đâu hãy làm, chủ yếu là nó để nó an toàn thôi. Thì tóm lại cái chuyến đi của mình thì mình đạt được 2 cái mục đích ban đầu. Thực sự đối với mình đến giờ mình cũng chưa đi Tây Bắc Đông Bắc đâu, nhưng mà mình cũng không có đặt cái chuyện quá nặng nề chuyện phải đi Tây Bắc hay Đông Bắc. Cái đó thời gian cũng đi, có thời gian thì đi, cũng có thời gian thì thôi. Nhưng mà đối với mình thích nhất đó là được trải nghiệm được cái cung đường chữ S của mình bằng xe máy và với cái điều kiện thời gian của mình. Nếu còn mà có cả tuần 2 tuần nghỉ phép để đi thì nó dễ rồi. Cái thứ hai nữa là mình có cái dịp mình ghé được cái lăng mộ của Kinh Dương Vương, là cái vị vua đầu tiên có thể nói là khai thiên lập địa ra nước Việt Nam mình đó. Thì trong cái clip mình có chia sẻ với mọi người cái điểm đó ha. Rồi thì trên cái đường về thì mình chạy qua chỗ này chỗ kia thì nó cũng có qua nhiều địa danh, nhưng mà mình không có ghé địa danh nào hết. Chủ yếu là mình dừng lại ở Ninh Bình hơi lâu và mình chạy vòng vòng ở Ninh Bình đó hơi lâu một chút để mình cảm nhận được cái quê hương quê nội mình, xong rồi mình về. Thì trên đường về thì mình đi ngang qua những địa danh nổi tiếng, ngã ba Đồng Lộc, rồi mộ Bát Giáp ở Quảng Bình, rồi Phong Nha Kẻ Bàng, nhưng mà mình không có vào, tại vì mình khởi hành từ Bắc Ninh là cách Huế khoảng 650 cây là theo Google Maps chỉ á, thì mình đi cũng đến 9 giờ tối mình mới tới. Thì đúng ra theo kế hoạch của mình dự kiến là nếu mà
thuận lợi thì mình bơm về Đà Nẵng mình ngủ một đêm để nó rút ngắn cái thời gian lại thêm hơn 100 cây nữa. Nhưng mà đến 7-8 giờ tối là mình mắc một cái cơn mưa ở giữa chặng ở đâu đó Đông Hà với lại Quảng Bình á, nó kéo dài đến gần Huế luôn. Thì mình thấy là đến 7-8 giờ tối rồi mà mưa nữa thì qua đèo Hải Vân nó không có an toàn. Nên là thôi mình dừng lại ở Huế này, nó dừng sớm hơn dự kiến thì mình có thời gian mình nghỉ sớm hơn. Rồi ngày hôm sau cũng đâu hơn 8 giờ gần 9 giờ á. Gần 9 giờ mình mới xuất phát mình đi về Sài Gòn. Thì đến 9 giờ tối đến hơn 9 giờ tối gần 10 giờ là mình tới Sài Gòn. Thì cái chuyến đi mình nó là như vậy ha. Còn chia sẻ thêm với mọi người đó là ngoài cái chuyện mệt ra thì nếu mình đi một mình thì nó thật sự cũng là một thử thách đó. Cái nhất là mình phải vượt qua được cái buồn chán cái chuyện chạy một mình. Nếu mà ai đi không quen một mình thì không đi được đâu. Đi với bạn bè thì vui vẻ giỡn chọc ghẹo nhau thì nó đỡ mệt hơn. Còn đi một mình thì thật sự phải nói là mình phải vượt qua được cái cảm giác chán thì mới đi được. Nhưng mà cái vấn đề đối diện trên đường nhiều nhất á, từ cái đoạn từ Thừa Thiên Huế trở ra thì đó là cái vấn đề xe tải chạy lấn lên. Như trong cái clip này cái bận đi á, từ Huế chạy ra là mình cũng có một cái pha đáng lẽ chiếc xe container đó đang chạy trong lên bên trong thì mình vượt nó qua bằng lên ngoài thì bình thường, nhưng mà vượt nửa chừng thì anh xe tải anh đánh lái sang bên trái. Nếu mà mình máu là những cái bác mà máu là chạy bơm bắn qua luôn. Mà trong cái tình cảnh này là mình thấy là anh tài xế ảnh không có bật xi nhan mà ảnh cũng không có thể là cái vị trí của mình nó rơi vào điểm mù của anh không có thấy. Cái lúc mà mình lên gần tới cái đầu thì ảnh mới thấy, ảnh mới giơ tay ảnh xin lỗi. Nhưng mà trước đó mình đã biết là mình sẽ không nên vượt qua rồi nên mình kịp xử lý, mình thắng gấp rồi mình bọc lại phía sau mình đi lên. Thì đối với những cái quãng đường mà quốc lộ thì thường là đường hỗn hợp xe máy và xe tải, xe hơi chạy chung với nhau chứ nó không có chia phân làn đường cho những loại xe đi giống như trong thành thị ha. Tuy nhiên là lúc nào cũng vậy, cái làn bên ngoài luôn luôn là ưu tiên cho ô tô. Mặc dù xe máy được đi chung nhưng mà vẫn ưu tiên nhường đường cho ô tô. Cho nên là mà nó cũng an toàn đó, mình mà va chạm với xe tải thì ai là người thất thế mình chứ ai. Cho nên mình cũng không có việc gì phải máu me cái chuyện đó ha. Để cho một cái cuốn hành trình nó đi nó vui vẻ mà nó thoải mái. Cái pha thứ hai là cái pha mà xe tải chạy hoàn toàn bên cái lane ngược chiều của mình. Chứ họ không phải là lấn lên là một nửa bên lane này, nửa bên lane kia. Nhưng mà họ chạy nguyên một con ở bên cái đường mình luôn. Nếu mình chạy ra bên ngoài thì va chạm, mà chạy vô bên trong mà đuổi ổn lấn cái là mình lật mưa luôn á. Đó là một cái tình huống thứ hai. Cái tình huống thứ ba nữa đó là dân người ta làm ruộng cái người ta đốt mẹ đó là khói mịt mù đường luôn. Nhiều khi mình chạy mình cũng em nhớ mình băng qua cái đám khói dày đặc đó, mà nếu như mình có một chiếc xe ngược chiều đi ngược lại mình đi lấn lên giống như cái tình huống thứ hai nữa thì mình không có đủ tầm nhìn để mình xử lý luôn. Nên là đối với những cái tình huống đó thì mọi người hết sức là cẩn thận, mình chạy chậm lại rồi từ từ mình vượt qua nó. Mình thấy đều đủ điều kiện an toàn mình vượt qua ha. Đó thì còn lại thì cái xe thì mình nghĩ đó là tại vì đây là lần đầu tiên mình đi xa mà cũng may là mình trải nghiệm nó bằng một cái dòng xe ADV. ADV thì mọi người biết là nó xe đa địa hình, nó chạy địa hình xấu cũng tốt và cái tư thế ngồi nó thoải mái, cho nên mình nghĩ nó là một cái thành tố mà nó góp cho mình cái sự thoải mái trên suốt cái chặng đường đi, nên nó cho mình được cái sức khỏe để mình vượt qua gần 1.800 cây trong 24 tiếng.
À, chứ còn nếu mà đi dòng xe khác thì mình chưa trải nghiệm, mình cũng không biết. Nhưng mình nghĩ nếu mà sự thoải mái trên đường đi, mà ngồi một chiếc xe mà nó không có được á, thì mình khó mà kết thúc một cái chặng đường dài như vậy trong vòng trong 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 ngày lắm. Hay cho nên là lựa chọn phương tiện đi nó cũng cũng là một cái vấn đề. Nên mọi người phải phải hiểu chiếc xe của mình và cũng biết là cái sức của mình đến đâu để mình chọn và mình lên kế hoạch. Nếu mình thấy không ổn thì mình chia ra mình đi 2 ngày thôi là cũng giỏi rồi, Sài Gòn Đà Nẵng hay Sài Gòn Huế gì đó, rồi chặng còn lại mình đi trong ngày thứ hai ha. Thì đó là một số cái chia sẻ đấy cho anh em nào mình chưa có trải nghiệm thì mình trải nghiệm ha, còn mấy bác mà đành quá thì bỏ qua clip này nha. Nhìn núi đã ghê luôn, núi liền núi luôn hả? Trung tâm hành chính của thành phố Thanh Hóa nè mọi người, cũng dữ dằn ha, tỉnh nào giờ trung tâm cũng nhìn dữ dằn hết. Thành phố Thanh Hóa có ai biker Thanh Hóa coi kênh mình không? Kênh làm muốn ai coi á. Sắp vào địa phận thành phố Vinh. Đường đi miền Bắc thì đúng là đẹp. Nó cứ núi đồi liên tục. Mọi người thấy ha. Núi, núi và núi. Ở khu Tây Bắc, Đông Bắc nó đẹp là phải rồi. Nó có thêm cả khí hậu mát nữa. Giờ mình đi đường tránh Vinh. Đây về Huế, Huế cũng hơn 300 cây. Hơn 300 cây thì chạy cao lắm 3 tiếng thôi. Sao mà Google nó báo 7 tiếng. Nó coi thường oxy bị lấp quá mà. Thôi người ta đốt mẹ. Đốt mẹ nó thơm ơi là thơm. Ta đang làm lúa rồi. Mình đi về
hướng thành phố Đồng Hới, phố Đồng Hới Quảng Trị. Tới Quảng Trị rồi thấy sắp tới Huế. Có vẻ là trời mưa, trời đang mưa ở Huế hay sao? Thấy mịt mù à. Nếu mà mưa thì mình sẽ ghé Huế ngủ, chứ không chạy mưa qua đèo Hải Vân. Mưa rồi và điều kiện trời tối mà mưa nữa thì không nên đi qua đèo Hải Vân, là tốt nhất là ở lại Huế một đêm, sáng mai về sớm. Bữa nay đến Huế hơi sớm cho nên là mình sẽ có thời gian nghỉ ngơi, lấy lại sức cho chặng ngày mai. Ngày mai sẽ là 1.000 cây. Mình có sức thì mình chạy được, không sao. Ở đâu đó giữa Đông Hà và Huế, khói hù, một mình, đường lạ, có cảm giác đó đi rồi mới thấy độc hành là thế nào. Ghê không? Chứ đi đông quá không có cảm giác đó đâu. Rồi chạy trong mưa bão luôn. Chạy trong mưa bão. Huế lúc nào cũng mưa sắp mặt vậy á. A few moments later. Rồi quất một chất. Muộn quá đã lại sức. Giờ mình khởi hành về ha. Còn một chặng đường hơn 1.000 cây. Hãy về trong ngày. Rồi mình đi ha. Đây, chỗ này người ta bích lại rồi, chạy lên trên kia mới vòng lại được. Đây là Huế ha mọi người. Giờ mình sẽ chạy theo hướng về đèo Hải Vân, xong rồi về Sài Gòn. Qua ngủ quá trời đã luôn, đặt lưng xuống là ngủ luôn. Đi xa mình không có ăn nhiều, mình dùng cái thanh năng lượng của mấy người hay check-in đó. Tại vì ăn uống đầu dọc đường mình sợ ha, không có đảm bảo vệ sinh rồi mất công rồi rối loạn tiêu hóa dọc đường là phiền lắm, nên là mình chỉ ăn những cái đồ sạch thôi. Có vô siêu thị mua cái bánh ngọt vậy nó ăn để cho nó bổ sung đường vô rồi để nó có năng lượng, rồi uống nước lọc rồi vậy thôi. Mệt quá thì uống ly cà phê sữa hoặc cà phê đen đá để cho nó tỉnh á. Hôm lượt đi mình đi đèo Phước Tượng ha, mình với Minh chạy đèo Phước Tượng. Bạn về mình đi hầm Phước Tượng, đi cho trải nghiệm. Mình thấy xe hầm này không có cấm xe máy nè, nên là đi bình thường. Hầm này là hầm Phú Gia ha. Bạn đi mình cũng đi hầm này. Ở đây thì nó không có cái tuyến đèo tránh hầm nữa, chỉ có một cái hầm duy nhất thôi. Qua cái hầm này là tới đèo Hải Vân.
Đó, bên kia là vào hầm Hải Vân nè. Còn bên này mình đi đường đèo Hải Vân, mình đi nhánh bên này. Rồi, lên đèo. Hết là hay dừng ở đây, người ta check in lắm. Mà xe dừng ngay toàn mấy con dốc không à. Lên trên này mình cũng dừng để mình uống nước.